Xin giới thiệu các bạn, đây là mẫu con rắp gậy nha. Rắp gậy nên có rang nữa các bạn không? Thấy không? Dặn rang ha. Đây là loại đầu xoay 360 độ. Đây đầu xoay 360 độ nè. Đây là đầu xoay của nó luôn nè, 360 độ. Đó. Đây là xích nè. Đó, mình zoom sát luôn cho các bạn xem luôn nha. Đó. Sát máy luôn. Cho các bạn xem thoải mái luôn. Mẫu này đầy nóc nha các bạn, không phải là côn sắt si rỉ sét nữa nha. Ở đuôi côn nó có tiện vân nè. Các bạn thấy không? Tiện vân chống trượt các bạn. Đó, đuôi côn bích. Bích đuôi ha. Đây. Các bạn lưu ý giùm mình là cái mẫu này mình xài cho nó kỹ nha. Mình khi mà mình cho vô vậy nè, để mình ráp lại các bạn. Mình để cho hai thân côn nó thẳng là mình để nó xéo vậy là mình vô nó hư rang nha các bạn. Để cho nó thẳng nha các bạn. Hoặc là chắc cú nhất á, mình để vậy nè, để trên nền nè, đó mình chưa quen á, mình cứ để trên nền nè, nền nè mình dặn vô ha các bạn ha. Các bạn lưu ý với mình nha, các bạn mà dặn nó xéo là nó sẽ bị trường hợp nó chèo ren là nó cấn, nó dính vô luôn nha các bạn, cẩn thận nha. Rồi khi chúng ta mở ra nè, chúng ta chỉ cần vặn sắn là mở ra thôi đó. Chưa, mẫu này cực kỳ chất lượng luôn nha các bạn nha, rất là chất lượng. Rồi bây giờ mình đo thân côn cho các bạn coi ha. Thân côn nè khoảng 29 nè, luôn cái đầu lên là khoảng 29.5, đường kính thân côn 2.5 cm, khoảng cách giữa hai đầu côn là 18 nha các bạn nha, 18 cm. Khoảng cách giữa hai đầu côn 18 cm. Đây. Đó. Mình dặn lại cho các bạn xem đây lần nữa nè. Nhớ lưu ý là chúng ta để cho nó thẳng nha các bạn nha, đừng có để nó xéo nha. Hai thân nó xéo nhau lại chèo ra rồi dặn vô không được, nó dính luôn nha. Bạn lưu ý với mình có nói rõ rồi đó. Mình tư vấn rất là rõ cho các bạn nha. Đây, ráp lại nè. Đó. Rất là chất lượng ha.